là sau khi khuấy mình sẽ có được một cái lượng bột ngũ cốc nguyên chất đây ha. À, nếu mà các mẹ với những bé mới ăn dặm á, thì các mẹ nên khuấy bột ngọt, có nghĩa là một là cho ăn cái này không, hoặc là mình thêm sữa vào. Ai mà có sữa mẹ thì thêm sữa mẹ, còn ai mà có sữa công thức thì mình sẽ thêm khoảng chừng 1 đến 2 muỗng nhỏ bột sữa công thức vào đây khuấy lên cho bé ăn ha. À, nói chung là mình thêm bao nhiêu thì tùy vào cái độ lỏng nhỏ hoặc là đặc của cái món bột mà mình muốn ha. Với những bé mà mới ăn dặm nó tốt nhất là các mẹ nên cho lỏng thôi nha các mẹ. Tại vì bé còn đang tập ăn á, một độ lỏng và nó chỉ sệt hơn cái sữa mẹ một chút là tốt nhất nha. Đó, như vậy nè, như vậy là được rồi nè. Đó, này là sữa mẹ, do bé cuốn nhà mình đang dùng sữa mẹ cho nên là mình sẽ khuấy sữa mẹ.